Thì nó ngon. Con lô ở đâu? Đấy là vậy. Hôm nay đâu có sao đâu, hôm nay trời nắng. Đấu đổ gì đó. Thơm nhỉ. Thơm nhỉ bác nhỉ. Cho ba mang cho phải gửi cho bố ba. Hay kiếm chỗ để đứng cuốn đi. Vui vui mấy con gà đã thành hai đĩa. Đồ ăn nó thì mình không có cá mà nó là nghe một cái khác. Right, I guess I'll be like chilling, like kind of staying at like semi-squatted position. So it's like, then I'll just fall. Or get too upright. Yeah.